Tờ báo Việt Nam Net ngày 18 tháng 3 năm 2019 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia để xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lúc thực hiện dự án đầu tư liên doanh phát triển, khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin số 2 tại Venezuela. Dự án này do Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí trực tiếp thực hiện. Trong một báo cáo gửi Thủ tướng Cộng sản lúc bấy giờ vào tháng 8 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói rõ về quá trình đưa số vốn đầu tư của dự án Junin số 2 từ mức 1 tỷ 240 triệu Mỹ Kim lên hơn 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Trong đó, tiền đầu tư là 1 tỷ 240 triệu Mỹ Kim, số tiền còn lại 584 triệu Mỹ Kim là do phía Tập đoàn Dầu khí dùng làm tiền hoa hồng cho phía Venezuela. Mặc dù dự án Junin số 2 chưa được thăm dò, chưa khai thác được một giọt dầu nào, nhưng phía Tổng công ty thăm dò khai thác vẫn phải trả đầy đủ tiền hoa hồng cho đối tác. Còn trong báo cáo tài chính sau này của Tập đoàn Dầu khí thì từ năm 2014 trở lại đây đã công nhận khoản tiền 442 triệu Mỹ Kim là tiền lệ phí hoa hồng mà đơn vị này trả cho đối tác Venezuela.